vô kéo quân về, tình cờ gặp một vài nhân vua sao xiến tâm hồn, dời nàng về chốn hoàng cung, truyền cho khắp nhân gian đem lùa là đến cho nàng. Trên ngôi cao chính tầng hoàng hậu đẹp hơn ánh sau khi tan giặc rước vua về cho giai nhân ngóng đời. Vì một canh trinh nữ bình thường như một loài hoa trên vùng đá sồi buồn phiền. Tôi không
ngọc ngà kỳ qua không niềm gặp không cũng son. Tôi chỉ là người lính phong trần, thấy qua nhớ người yêu rất xa. Nắng nhẹ một cây lá diệp trong bài lá ngô thật mê say. Tôi nghe có hoa hồn mình vừa thành một quân và mơ mai sau khi tan giặc rước vua về cho dài nhân ngóng đời chỉ một cành trinh nữ Thank you.